Xin hỏi nhà thuốc là bé nhà em 10 tuổi bị HP dạ dày thì có uống được cây rau mương hay không ạ? Em xin cảm ơn. Chào bạn, tác dụng nổi bật của cây rau mương là điều trị HP dạ dày. Bé nhà bạn 10 tuổi bị HP dạ dày thì trường hợp này bạn sử dụng cây rau mương cho bé được bình thường bạn nhé. Do cháu còn quá nhỏ nên liều lượng sử dụng cây rau mương sẽ bằng một nửa so với người lớn. Bình thường thì người lớn là sử dụng 60g cây rau mương khô một ngày, trẻ nhỏ thì sử dụng với liều lượng là khoảng 30g cây khô một ngày. Cách dùng cây rau mương cho trẻ nhỏ như sau. Phải dùng 30g cây rau mương khô, rửa sạch rồi đun với 1,5 lít nước, đun cạn còn khoảng 500ml nước và chia làm 3 lần cho bé uống hết trong ngày, uống trước bữa ăn khoảng 15 phút. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.